Chào cả nhà. Hôm nay mình và con trai mình sẽ review cho cả nhà xem chiếc Lamborghini Aventador. Đây là một chiếc siêu xe thể thao đẳng cấp nhất thế giới hiện nay. Và nó có giá trị hơn 1 triệu đô la Mỹ sau khi về Việt Nam. Trước khi trải nghiệm mẫu siêu xe này thì mình sẽ giới thiệu sơ về ngoại thất của chiếc xe Aventador. Đây cả nhà xem. Ngoại thất của chiếc siêu xe này là quá đẹp không thể chê được. Khi nó đổ bất kỳ nơi đâu thì nó như một thổi 500, thu hút mọi ánh nhìn. Đó. Nó như một chiếc chuyên cơ mặt đất. Hệ thống đèn pha của nó rất đẹp, với hệ thống đèn LED nổi bật. Đây, mình sẽ quay mặt trước cho cả nhà xem nha. Bộ vành lốp của chiếc siêu xe này đã được độ lại. Lớp trước thì 20 inch, lớp sau 21 inch. Cửa của chiếc siêu xe là cửa hình cánh chim. Đây, cửa hình cánh chim đó. Mui của chiếc siêu xe sẽ mở được. Một chút xíu nữa con trai mình vô trong khoang thì sẽ mở cho cả nhà xem. Rồi, đây. Đây là cửa của chiếc siêu xe. Rồi, con trai mình sẽ mở cửa vô trong khoang ha cả nhà. Rồi. Rất tiếc cửa siêu xe này không phải là cửa hít ha cả nhà. Đó. Cửa chiếc siêu xe đóng bằng thủ công. Rồi đây là nội thất của chiếc siêu xe. Rồi đây là nội thất của chiếc siêu xe cả nhà. Đâu chìa khóa của chiếc siêu xe đâu Khoa, remote đâu? Đây. Cái chiếc siêu xe này, cái remote của chiếc siêu xe. Ôi, chào mọi người. Cái remote này là khi mà bấm khởi động lên là máy lạnh nó sẽ chạy luôn ha cả nhà. Đây mình sẽ bấm thử cho cả nhà xem. Rồi con trai mình sẽ mở chìa khóa để khởi động chiếc xe. Rồi sau khi mà mở chìa khóa khởi động chiếc xe thì cái màn hình LCD sẽ bật sáng lên luôn cả nhà. Đây là màn hình LCD. Đó, cái màn hình này là màn hình cảm ứng ha cả nhà. Đây là màn hình cảm ứng của chiếc siêu xe. Rồi, cái khoang lái rất là rộng. Bên đây là chỗ để hộp sữa của bác tài xế. Phía sau lưng là cái máy lạnh. Rồi bác tài quay ra sau bấm máy lạnh này. Bấm máy lạnh. Này, chiếc siêu xe này nó có cái cần số rất là lớn ha. Nó có mấy chế độ lái vậy Khoa? 4. Tốc độ dư dừa thắng phục gia. Tốc độ chữ S là gì ạ? Là tốc độ gì ạ? Bàn thờ. Tốc độ bàn thờ luôn hả? Rồi, trên cái vô lăng thì có cái nút đó, cái kèn chỗ nào Khoa? Rồi. Mở cửa.
ở cửa siêu xe. Rồi, cả nhà thấy mở cửa chiếc siêu xe chưa? Rồi đâu con để máy thử coi. Rồi bây giờ con trai mình sẽ chạy một vòng cho cả nhà xem nha. Rồi đối với mấy chiếc siêu xe này thì mình chỉ chạy vòng vòng này thôi cả nhà, chứ không có đem ra đường chạy được. Tại vì nếu mà đem ra đường chạy thì tốc độ của chiếc siêu xe này có thể tăng lên từ 0 km cho tới 100 km/h trong vòng 3-4 giây thôi. Tại vì khi mà mình đem ra ngoài đường á, rồi mình gặp mấy bạn mà chạy xe Honda, mà mấy bạn thấy siêu xe này mà chạy dưới đất á, rồi mấy bạn bay xuống lụm chiếc siêu xe này đúng lụm chiếc siêu xe này, mấy bạn nhảy lên xe Honda, mấy bạn chạy mất tiêu là hai cha con mình sẽ không đuổi kịp ha. Cho nên tốc độ của chiếc siêu xe này mà đem ra ngoài đường là chạy rất là nhanh, cho nên mình không có dám thử ngoài đường ha, mình chỉ chạy vòng vòng trong đây cho cả nhà xem thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra ngoài, mình sẽ cho cả nhà xem vòng ha. Cả nhà cho con một like, bấm nút đăng ký, bấm cái chuông để nhận được video mới.